tất cả cùng bác đấy đi ạ. Oh, quá giỏi. Thế thì hôm nào cũng giúp mẹ rửa bát hả? À, giúp chị Thuyết nữa. Thế là cứ mỗi một cái bát, một cái nồi rửa lâu này ạ. Giỏi vậy ta. Rồi, lại còn rửa tiếp ở bên ngoài nữa. Giỏi lắm. Rồi, chúc Bia một buổi sáng tốt lành nhá. Ok.